Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Quý tử nhà Cường Đô La lên đồ chuẩn soái ca nhí, sao y bản chính của bố. Thừa hưởng nét đẹp của ba mẹ, còn nhỏ nhưng quý tử nhà Cường Đô La được dân tình ưu ái gọi soái ca nhí. Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang xả kho loạt khoảnh khắc cực đáng yêu của quý tử. Bà xã đại gia phố núi viết: mẹ nói mặt như thế này xứng đáng có 10 người yêu phải không ba Cường? Sưu tin được mẹ lên đồ chuẩn soái ca nhí. Đàm Thu Trang xả kho loạt khoảnh khắc cực đáng yêu của quý tử. Sinh ra qua vạch đích, sưu tin toát lên khí chất của một tổng tài nhí chính hiệu. Nhìn những bức hình này, ai cũng công nhận Đàm Thu Trang như đẻ thuê bởi quý tử giống bố như sao y bản chính. Sinh ra qua vạch đích, sưu tin toát lên khí chất của một tổng tài nhí chính hiệu. Nhìn những bức hình này, ai cũng công nhận Đàm Thu Trang như đẻ thuê bởi quý tử giống bố như sao y bản chính. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời khen có cánh cho quý tử nhà Cường Đô La như: trộm vía, nhìn em yêu quá, đẹp trai hơn ba Cường rồi, nhìn đã ra dáng tổng tài rồi, con ơi, lớn nhanh nối nghiệp bố nè. Ôi chị Trang khéo đẻ ghê, giống bố y như đúc, chuẩn soái ca nhí nha, em tưởng chị đăng ảnh anh Cường hồi nhỏ ý. Nay em được mẹ lên đồ cho nhìn oách quá nè, cưng quá đi thôi. Cường Đô La đang có hôn nhân viên mãn, hạnh phúc cùng Đàm Thu Trang và hai nhóc tị. Mọi khoảnh khắc Đàm Thu Trang đăng tải đều thu hút sự quan tâm của khán giả. Trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn, Cường Đô La đang có hôn nhân viên mãn, hạnh phúc cùng Đàm Thu Trang và hai nhóc tị. Gia đình hạnh phúc của Cường Đô La. Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La về chung một nhà vào năm 2019. Năm 2020, cô nàng hạ sinh con gái đầu lòng Su Chin Tuệ Sang cho đại gia phố núi. Mới đây, cô đã hạ sinh nhóc tỳ thứ hai. Sau khi sinh con gái, Đàm Thu Trang nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhờ chăm chỉ tập luyện. Hình ảnh xinh đẹp và cuộc sống hưởng thụ của cô nàng đang là niềm ao ước của nhiều cô gái. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.